Rồi chúng ta làm việc. Quý vị có thể ghi câu chánh thức những các cái câu hỏi, đề tài viết tiểu luận, phân tích những nguyên nhân dẫn đến thực trạng Việt Nam là đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến thực trạng Việt Nam là đất nước đa dân tộc, đa tôn giáo. 40 câu hỏi ôn tập cho kiểm tra giữa kỳ. 1. Ghi lại coi hôm rồi có đọc có thiếu gì đó ghi lại chính thức. Phân tích những đặc điểm của tín đồ Việt Nam. Phân tích những đặc điểm của tín đồ Việt Nam. Câu thứ hai. Phân tích tính đan xen, hòa đồng, khoan dung của tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam. Phân tích tính đan xen, hòa đồng, khoan dung của tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam. Câu thứ ba. Phân tích yếu tố nữ trong hệ thống tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam. Yếu tố nữ trong hệ thống tín ngưỡng và tôn giáo Việt Nam. Thứ tư. Phân tích những biểu hiện từ đặc điểm. Phân tích những biểu hiện từ đặc điểm. Tín đồ các tôn giáo Việt Nam hầu hết là nông dân lao động. Tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam hầu hết là nông dân, hết lao động. Đó cũng là cái dịp để tất cả quý vị đọc, ôn tập lại những cái kiến thức của mình. Rồi, chúng ta tìm hiểu một cái tôn giáo tiếp theo, đó là Hồi giáo. Việt Nam mình ở đây, châu Á đây, châu Phi đây, châu Âu đó khoảng này. Cho nên cái vùng này là cái vùng tiếp giáp giữa ba châu là châu Âu, châu Á và châu Phi. Vùng này người ta còn gọi là cái vùng Trung Cận Đông, là cái vùng này. Và quý vị thấy nè, Việt Nam là cái nước người cũng nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ mình thấy nó cũng cỡ ngón tay. Nhưng mà cái nước Israel nó chưa bằng một cái chấm, nó chưa bằng cái hạt gạo chỗ này, tức là diện tích nó cực kỳ nhỏ. Như vậy nguyên cái vùng này, ví dụ như cái vùng này từ là Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq, các cái nước của Trung là Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Libya, Algeria, nguyên cái vùng này. Trước đây, trước những cái nửa thế kỷ đầu của thế kỷ 20, vùng này cực kỳ nghèo, không kém gì toàn bộ khu vực châu Phi. Ở đây người ta gọi là Nam Phi, đây người ta gọi là Tây Phi, đây người ta gọi là Đông Phi, khúc này là Bắc Phi. Bắc Phi, các anh, các vị để ý một cái việc, các nước Bắc Phi, cái nước da của họ nó ngâm ngâm thôi, nó gần gần giống như dân châu Âu, nó gần gần. Nhưng mà cái số mà cái nước da đen nhất là cái vùng là Tây Phi, Botswana, bờ biển Nga, rồi đó, những cái nước mà hôm nay bị dịch Ebola là khu vực này. Ấn Độ là một cái tiểu lục địa ở đây, Ấn Độ đây. Nếu nói cái nguồn gốc xuất phát ra các cái nền văn minh lớn ở trên nhân loại, nó hiện nay qua các cái khoa học nghiên cứu người ta tìm hiểu, nó xuất phát ở ba cái vùng. Một là nền văn minh Trung Hoa khu vực này, hai nền văn minh, nền cái văn hóa Ấn Độ, ba là cái nền văn minh của cái khu vực này, trên cái sông Nin khu vực Ai Cập, các cây là pharaoh, các cây kim tự tháp Ai Cập cách đây là năm 4-5 ngàn năm ấy, là từ khu vực này. Châu Mỹ đây, thật ra người ta nói là có năm châu nè: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ
và Châu Đại Dương là chỗ Úc đây. Nhưng mà các cái nhà về địa lý người ta nghiên cứu, người ta nói nó là 6 châu. Cái châu Mỹ người ta nói là trước nó là 2 cái lục địa đứt ra, nhưng mà quá trình là biến chuyển của cái trái đất thì là nó đẩy 2 cái lục địa này nó ở gần nhau, rồi mình xếp nó một châu. Chứ qua cái nghiên cứu người ta nói nó là 2 cái châu riêng, Bắc Mỹ với Nam Mỹ đó là 2 cái châu riêng. Thì như vậy cái nền văn minh là khu vực này là cũng một cái nền văn minh rất là kỳ cựu, lâu đời của nhân loại khu vực này. Rồi tiếp đến là cái Ấn Độ, Trung Quốc, gần như nó nguyên cái cụm này. Thì như vậy các cái tôn giáo từ là Do Thái giáo, Anh giáo, Chánh thống giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Tin lành đều xuất phát từ đây. Như vậy cái đất nước Israel ngày nay là nước Do Thái ngày nay, sau cái năm 45 Nhật Đức Ý đầu hàng, phe đồng minh gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc mới hội nghị, mới ngắt ra một cái chỗ số này, lấy một cái vùng đất này mới giao cho thành lập cái quốc gia cho người Do Thái Israel sau nhiều ngàn năm bị xóa sổ. Thì trước đây toàn bộ cái khu vực này là khu vực người Ai Cập, là họ thống lĩnh cả cái vùng này, cả vùng này. Cho nên là người Do Thái không còn tổ quốc, họ phải tản mạc đi khắp nơi, nhất là ở các cái nước Nga, chứ là rất nhiều người Do Thái qua thậm chí là hàng chục đời, hàng trăm đời, chứ không phải hàng chục đời không nữa, là qua ở đó vì cái tổ quốc họ không còn. Thì qua chúng ta đã nghiên cứu cái Do Thái giáo, bây giờ chúng ta nghiên cứu tiếp tới cái Hồi giáo. Thứ nhất là khái quát về lịch sử ra đời. Hồi giáo đây là cái tôn giáo của tộc người Hồi, cho nên là nó được mang cái tên là Hồi giáo luôn. Cũng như là Do Thái giáo là cái tôn giáo của cái tộc người Do Thái thì nó có cái tên là Do Thái giáo. Thứ nhất là cái hoàn cảnh lịch sử ra đời của cái Hồi giáo. Thế thì Hồi giáo nó xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 7 trên cái bán đảo Ả Rập, là chỗ này, bán đảo Ả Rập, khu này. Nó không phải là cái đảo vì nó dính với biển, nhưng mà có dính đất liền, gọi là cái bán đảo Ả Rập. Đây, đầu tiên nó xuất phát cái quê hương của Hồi giáo ngày nay, đó là Ả Rập Xê Út, là cái nước chỗ này. Đây, Ả Rập Xê Út mà hiện nay cũng là một cái nước giàu có nhất của khu vực này. Đất đai rất là rộng, và quý vị thường hay nghe nói hàng năm thậm chí có hàng trăm người chết vì chen lấn khi người ta hành hương về thánh địa Mecca. Đây, cái thánh địa Mecca nó nằm đây, nằm chỗ này, chỗ Ả Rập Xê Út. Có thể là dùng Ả Rập Xê Út là cái vùng đất rộng, họ là một quốc gia có vùng đất rất rộng ở khu vực này. Thì Hồi giáo ra đời do hàng loạt các cái nguyên nhân kinh tế, chính trị, xã hội, nó gắn liền với cái sự chuyển biến từ chế độ công xã nguyên thủy sang chế độ có giai cấp của các cái tộc người ở cái vùng Trung Đông này. Vùng này người ta gọi là vùng Trung Cận Đông. Khi đó các cái tôn giáo xuất hiện trước đó như là Do Thái giáo, như là Thiên Chúa giáo, thì ở trong giai đoạn đó Do Thái giáo bị lu mờ, không còn cái ảnh hưởng lớn, bởi vì người Do Thái bị xóa cái quốc gia rồi. Tộc người Do Thái sống tản mạc ra các cái nước lân cận,
chứ không có một cái quốc gia độc lập. Cho nên cái sức mạnh của cái Do Thái giáo gần như là không còn bao nhiêu. Mà lúc này cái sức mạnh nổi lên hàng đầu đó là sức mạnh của cái Thiên Chúa giáo. Và khi đó, khi chế độ cộng sản nguyên thủy nó tan rã, các cái nhà nước có giai cấp họ đã xây dựng một cái nhà nước thần quyền để mà họ thống trị, giữ vững cái chế độ cai trị của giai cấp thống trị. Do đó họ cải biên từ cái Do Thái giáo thành cái Thiên Chúa giáo, thành cái Chánh Thống giáo, cũng là một cái Thiên Chúa duy nhất, tức là thờ cái độc thần. Thế thì về mặt giai cấp thống trị đã như thế, thì về mặt giai cấp bị trị họ cũng bắt đầu đi tìm một cái vị độc thần để có thể là cứu rỗi cho các cái tầng lớp bị trị trong giai đoạn đó. Bởi vì quý vị thấy, từ khi xuất hiện cái Do Thái giáo 2000 năm trước công nguyên tới cái xuất hiện cái Do Thái giáo, cái Do cái Hồi giáo đầu thế kỷ thứ 7, tức là 2600 năm. Nếu mà so cái xuất hiện của cái Thiên Chúa giáo, Chúa Giêsu đến cái Hồi giáo là 6 thế kỷ rưỡi, 650 năm. Cho nên lúc đó Thiên Chúa giáo một cái tham vọng sẽ thống trị toàn cầu, thì cái Hồi giáo là một cái đối trọng mà bước đầu họ phải dựa vô cái tầng lớp bị cái giai cấp Thiên Chúa giáo thống trị. Tức là họ dựa vô cái tầng lớp nô lệ, tầng lớp lao động nghèo khổ để đối chọi lại với cái tầng lớp thống trị, tầng lớp quý tộc. Và như cái việc mà tôi kể cho quý vị nghe cái bức tượng thờ Đức Mẹ Maria ở bên là Thổ Nhĩ Kỳ, tức là họ cũng phải nghiên cứu một cái hệ tín ngưỡng làm sao mà để nó kéo được người ta mà không trở thành một cái chói lại. Tức là họ cũng chọn là Thiên Chúa là duy nhất, vẫn chọn là Thiên Chúa. Và tất nhiên cách thức họ diễn giải của cái Thiên Chúa đó theo cái yêu cầu của họ. Và chúng ta nhớ sự ra đời của Hồi giáo nó gắn liền với tên tuổi của Mohammed. Thế thì sự ra đời của Hồi giáo nó gắn liền với tên tuổi của một cái con người, đó là giáo chủ Mohammed. Ông này sinh năm 570 và mất năm 632 sau công nguyên. Như vậy ông này sống được chỉ có là bao nhiêu? 60 tuổi. Thì theo cái tục truyền thì năm 40 tuổi, tức là năm 610, ông vào trong một cái hang đá ở trên cái vùng núi của Syria mà hiện nay nó là thuộc Ả Rập Xê Út, ở gần cái thành Mecca. Cho nên sau này người ta dùng cái chỗ Mecca là cái thánh địa để tu luyện. Và trong một đêm thì ông đã tiếp kiến được vị thánh Allah. Thánh Allah đã cử một cái thiên sứ, mà thiên sứ này là không có hình dáng gì hết á, thiên sứ Gabriel đến để truyền đạt thần dụ lần đầu tiên để mà khải thị những cái chân lý của kinh Quran. Và từ cái việc đó, kinh Quran, và như vậy qua cái sự kiện đó, Allah cử sứ Gabriel đến để thần dụ những cái lời chỉ dạy trong kinh
Quran. Và từ đó mặc nhiên Muhammad đã trở thành một cái vị thánh thụ mệnh của Đức Chúa Trời, của Thánh Allah. Và sau đó ông tự xưng là đã tiếp thu được cái sứ mệnh của Thánh Allah trao cho và bắt đầu đi truyền đạo. Đầu tiên thì ông bí mật để truyền giáo trong số những bạn bè thân thiết, những người gần gũi nhất với ông. Và sau đó những người này trở thành những tín đồ đầu tiên về Hồi giáo thông qua cái truyền đạt của Muhammad. Và sau đó một thời gian, sự truyền đạo trở nên công khai, các cái đối tượng được mở rộng xung quanh cái thành Mecca. Và từ cái việc đó, giới quý tộc thống trị hay biết, họ cũng đánh giá đây là cái mầm mống để có thể là đối kháng lại với giai cấp thống trị. Vì những cái tín đồ đầu tiên, những cái giới mà được truyền bá cái tư tưởng của Muhammad đầu tiên là đi vào những cái tầm lớp vị trị. Như vậy, giai cấp thống trị họ tìm mọi cách lúc đầu là phản bác, nhưng khi thấy nguy hại họ tìm mọi cách để truy sát và bức hại, tức là tiêu diệt. Muhammad đã phải trốn chạy ra khỏi cái vùng thánh địa Mecca ở cái thành phố Madinat. Ngày nay thành phố này cũng nằm trong cái lãnh thổ của Ả Rập Xê Út, và nó có tên là thành phố tiên tri. Và Madinat, tại đây ông tiếp tục là truyền bá phát triển tín đồ. Và cũng tại đây bắt đầu mới xuất hiện một cái ý là muốn giữ được cái tôn giáo của mình tồn tại là phải chiến đấu, chứ không phải chỉ đọc kinh mà được. Cho nên ở đây ông phát động quần chúng đấu tranh để chống lại cái giai cấp thống trị chủ nô. Và từ cái cuộc cách mạng này đã giành được thắng lợi. Tiếp theo đó, để giữ được, để phát động được cái cuộc đấu tranh lật đổ cái giai cấp thống trị, và sau đó giữ vững được cái sự thống trị của cái giai cấp này, thì ông chủ trương tổ chức vũ trang cho các tín đồ Muslim. Thì từ đó mà ông phải tổ chức cái lực lượng võ trang để chiến đấu. Và cái khẩu hiệu mà có tính chất, thường thường mình nói cái chuyện thương dân tộc Việt Nam mình, thường nói tu hành là nói cái chuyện là hiền lành, chứ không ai nói tu hành mà dính với cái chuyện mà cầm súng với người đó. Đạo nào với mình thì cũng người dân mình, cái đạo lý của người dân mình đã nói đi tu, dầu cho tu đó là đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Phật, đạo Thiên Chúa, Tin Lành gì, thì người ta đều hiểu một cái chung nhất của tu là phải hiền lành, tu là phải không có làm cái chuyện sát sanh với người. Nhưng mà ở đây cái câu khẩu hiệu là chiến đấu vì Allah được xuất hiện từ lúc này. Và chính cái đó nó đã đưa tới cái thành công là đè bẹp được cái sự thống trị của giới quý tộc ở Mecca lúc bây giờ. Và một cái nhà nước Hồi giáo xuất hiện đầu tiên trong giai đoạn đó, thánh địa Mecca.
nằm trên cái đất nước Ả Rập Xê Út, trên cái giáp với cái biển đỏ, từ cái biển Ả Rập nè, từ Ấn Độ Dương nè, nó vô cái biển Ả Rập, nó vô cái vùng vịnh là đây, vùng vịnh đây, vô cái biển đỏ là đây, từ đây nó qua châu Âu, nó đi qua cái kinh đào chỗ này. Thay vì thí dụ những cái giao thương từ đây nó phải đi vòng qua đây, hay là từ bên đây muốn qua đây nó cũng phải đi vòng đây, thì nó đi qua cái đường này, qua cái kinh đào này, kinh đào Suez chỗ này, nó ra cái biển đỏ, nó ra cái biển Ả Rập, ra Ấn Độ Dương, thì nó có thể qua Ấn Độ, qua các nước Đông Nam Á, qua Úc, qua Trung Quốc qua đây, hay là qua cái vùng Nhật Bản, Hàn Quốc, cái vùng ở phía đông của nước Nga, Vladivostok là cái này, nó có thể đi từng đường này. Cho nên là những cái mà khi Mỹ cấm vận Iran rồi nó ngoái, thì thằng Iran đây, Iran nó Mỹ rồi cấm vận là Iran nó sẽ khóa cái cửa này lại, không cho tàu bè qua đây, thì nó cũng là áp lực qua lại chỗ này. Thì họ tiêu diệt được cái tầng lớp quý tộc phong kiến chủ nô ở cái vùng Mecca, và họ thành lập một cái nhà nước Hồi giáo đầu tiên trong những giai đoạn đó. Và cùng với việc mở rộng phạm vi truyền đạo Mohammed, còn liên minh với các bộ tộc và dùng cái sức mạnh, lúc bây giờ là họ có sức mạnh, không phải là chỉ bằng con người không, bằng quân sự đó, để buộc các cái thế lực còn lại ở các cái vùng phụ cận là phải quy thuận theo Hồi giáo. Có thể nói cuộc cách mạng của Mohammed lãnh đạo là một cuộc cách mạng tôn giáo, nó gắn liền với cái cách mạng xã hội. Quý vị để ý cái đó, cuộc cách mạng xã hội nhưng mà nó mang màu sắc tôn giáo, cuộc cách mạng tôn giáo nhưng mà nó gắn liền với cái cách mạng xã hội. Nó không chỉ là cái chuyện phát triển cái đạo không, mà nó xóa một cái chế độ bóc lột trước đó, nó xóa cái tầng lớp giai cấp thống trị trước đó, để nó xác lập một cái sự thống trị của cái giai cấp mới, với một cái hệ tư tưởng là cái Hồi giáo. Do đó chúng ta thấy sự ra đời của Hồi giáo lúc bây giờ nó đã mở ra một cái thời kỳ lịch sử mới để thống nhất trên cái bán đảo Ả Rập này. Mà trước đây ở khu vực châu Âu họ có tham vọng là họ đẩy cái Thiên Chúa giáo vào đây. Họ xây dựng một cái đế chế là La Mã, từ cái vùng này, từ châu Âu đẩy qua bên này, thì chính cái sự xuất hiện của Hồi giáo, sự xuất hiện của Ả Rập chỗ này, chỗ là Ả Rập Xê Út chỗ này, nó đã chặn đi cái sự phát triển của cái Thiên Chúa giáo gì đây. Cho nên để làm được cái này thì chính Hồi giáo nó đã chinh phục, là nó thống nhất tất cả các cái nước ở cái khu vực cái bán đảo Ả Rập này. Do đó chúng ta thấy là sự xuất hiện của Hồi giáo nó đã đưa tới một cái việc, đó là mở ra một cái thời kỳ lịch sử mới, thống nhất các cái nước trên bán đảo Ả Rập. Hiện nay trên thế giới, như trong cái tài liệu rồi chúng ta nghiên cứu, có khoảng hơn 1 tỷ người theo đạo Hồi, và có mặt ở trên khoảng 60 quốc gia trên thế giới, rải rác ra ở khắp các châu lục, nhưng tập trung chủ yếu là ở các nước Ả Rập. Khu vực này trừ 2 nước, mà 2 nước này nhỏ xíu tức là Israel và Liban, tức là chỗ cái chấm đỏ chỗ này chút á, trừ 2 quốc gia này, Liban cũng có mấy triệu dân thôi, Israel cũng có mấy triệu dân đó thôi, là theo cái Thiên Chúa giáo, còn toàn bộ khu vực đó là theo Hồi giáo. Thì có khoảng 60 quốc gia trên thế giới có các cái tín đồ Hồi giáo, với tổng số tín đồ khoảng trên dưới 1 tỷ rưỡi, trừ Liban và Israel. Những nước chiếm đại đa số theo đạo Hồi, thậm chí có nước
xem Hồi giáo là quốc giáo, như Iran, Iraq, Pakistan, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nước ở Trung Á như là Kazakhstan, Uzbekistan và một số nước ở Đông Nam Á như là Mã Lai, như là Indonesia. Đặc biệt, Indonesia hiện nay trở thành một cái quốc gia Hồi giáo có đông tín đồ nhất trên thế giới. Vì dân số Indonesia, tôi nhớ như là đứng hàng thứ tư, thứ năm gì trên thế giới. Nhất là Trung Quốc, nhì là Ấn Độ, ba là Mỹ. Trước đây là thứ tư là Nga. Nhưng mà Nga, Liên Xô, nhưng mà Liên Xô giờ nó đã ra mười mấy nước rồi. Thành Liên Xô đứng sau, là tới là Indonesia, là hơn 200 triệu dân. Trong đó thì một số quốc gia tự coi mình là quốc gia Hồi giáo, mặc dầu luật lệ thì không có ghi. Tuy nhiên, Hồi giáo ở các quốc gia khác nhau, nên đã phân chia thành các hệ phái khác nhau. Nhưng về cơ bản là không có đối lập. Rồi, chúng ta qua thứ hai là nội dung của Hồi giáo. Nội dung thứ nhất là về giáo lý. Đặc điểm của giáo lý của Hồi giáo thì rất là đơn giản, nhưng mà nghi lễ và cái tính khắt khe trong những cái quy định nó vượt ra khỏi những cái nghi lễ tôn giáo, mà nó trở thành những cái chuẩn mực đạo đức, nó ra trở thành những cái pháp lý luôn trong cuộc sống. Thậm chí quý vị thấy hiện nay có một số cái hình phạt theo cái nghi thức tôn giáo mà cả thế giới người ta lên án, người ta lên án, thậm chí là Liên Hợp Quốc can thiệp, nhưng họ nói không, đây là luật của đạo Hồi. Thí dụ, nhưng cho tới bây giờ họ còn xử những cái người phụ nữ mà bằng cái hình thức là chôn sống, chôn sống nửa người thôi, không phải bỏ chôn sống chết rồi không nói gì, chôn nửa người lú đầu rồi bắt đầu là cho ném đá vô cho tới chết. Cho tới bây giờ, thí dụ như thế này, người phụ nữ đó đang bị một cái sự là bạo lực trong gia đình, ông chồng ông đánh tức quá cái chống trả, cầm dao gì ông kia nhảy vô là đánh rồi, thì cầm dao chống trả là ông kia ông chết. Thì người phụ nữ đó là không có cái chuyện là tự vệ chánh đáng, hay là ông chồng đó ông đã hành hạ cái người vợ này nó quá hà khắc nhiều lần gì không có chuyện đó, mà coi mặc nhiên đương nhiên là cái chuyện người phụ nữ đó phải bị xử tội. Cho nên những cái giáo lý thì nó không có cái gì là cao siêu, nhưng mà nghi lễ thì khắc khe, vượt qua khỏi các nghi lễ tôn giáo. Cái quan trọng nữa, nó trở thành những cái chuẩn mực trong xã hội, phải là như vậy. Ngày nay, trong cái thời đại hội nhập, các quốc gia trên thế giới phải liên kết lại để có thể là phát triển một cách bền vững, để có thể là vượt qua những cái trở ngại, những cái hiểm họa có tính chất toàn cầu. Thí dụ như mình thấy một cái chuyện đơn giản nhất là dịch bệnh Ebola. Một nước không đâu có giải quyết được, mà cả thế giới phải cộng đồng trách nhiệm. Cái biến đổi khí hậu thế giới là một nước không đâu giải quyết được, mà cả thế giới phải chung tay. Dịch bệnh, thiên tai, những cái hiểm họa của nhân loại thì phải có cộng đồng thế giới cùng bắt tay. Thế thì nếu quốc gia nào cũng là dỗ ngược xưng tên cái riêng biệt của mình thì thế giới người ta sẽ e dè, người ta sẽ không có chơi với anh. Cho nên rất nhiều quốc gia là họ tìm mọi cách để ít ra về mặt hình thức bên ngoài, trong quan hệ với thế giới, họ cũng như tất cả những cái nước khác một cách là bình đẳng. Thí dụ như Thổ Nhĩ Kỳ là một cái đất nước có trên 90% dân số theo đạo Hồi, nhưng mà họ không tuyên bố họ là quốc gia Hồi giáo. Họ vẫn là một quốc gia Cộng hòa. Chứ vậy,
để họ giữ một cái mối quan hệ với tất cả các cái nước. Thì trên thực tế, những quốc gia, đặc biệt là những quốc gia trong khu vực Trung Cận Đông này, thì không có ranh giới giữa cái thiêng và cái tục. Tức là không có ranh giới giữa cái tôn giáo và cái luật lệ ở bên ngoài. Đó, họ cũng gần như áp dụng những cái thời trung cổ của cái Thiên Chúa giáo. Mà khi mà họ, một cái nhà khoa học nói trái đất tròn thì thiên nhà thờ nói là trái đất vuông, anh cãi lại nhà thờ là chặt đầu, thì họ đã làm cái chuyện đó. Cho nên quý vị thấy cái sự mà tổ chức khủng bố ở cái tòa soạn của một cái tờ báo ở thủ đô Paris, vì họ cho rằng cái tờ báo đó đã nhạo báng Thánh Allah, nhạo báng cái nhà tiên tri Mohammed bằng cái tranh biếm họa. Mà trước đó, cách đây mấy năm, tôi nhớ là có một cái nhà họa sĩ vẽ biếm gì đó, thì vẽ cái Thánh Allah trên đầu, là trên cái mũ đó, là có cái trái bom, tức là khi mà lực lượng mà khủng bố mà cứ tuyên bố là gì chiến đấu gì Allah, cho nên là các cái nhà tranh biếm họa họ mới vẽ đó, thì từ cái bức họa đó mà nó gây những cái tai họa. Thì như vậy quý vị thấy đó, đặc biệt như trong đạo Phật, đâu có thí dụ cũng có những cái người nào đó họ xuyên tạc, thậm chí họ phỉ báng cái gì đó về đạo Phật, về Đức Phật của mình, thì đâu ai nói là tôi xách dao tôi chém anh, là tôi đâm anh, xách súng rồi tôi bắn anh. Thì nếu mà anh nói vậy đâu có, nhưng mà ở đây nó là vậy. Giáo lý cơ bản của Hồi giáo đó là kinh Koran. Koran thực chất cái nghĩa của cái tiếng Hồi của họ là tụng đọc, là tụng đọc. Vì theo họ cái kinh Koran đó, đó là những cái lời nói của Mohammed, mà những lời nói này được cái thiên sứ Gabriel truyền lại từ Thánh Allah. Mà Thánh Allah là ai? Thánh Allah là cái vị thiên sứ cuối cùng của Thiên Chúa phái xuống. Họ cũng chọn là Thiên Chúa, nhưng mà không phải là ông Giê-xu, hay không phải ông A, ông B, ông C gì nữa, mà là từ Thánh Allah. Mà họ thêm cái nữa, ông này là cuối cùng, là không còn ông khác nữa. Kinh Koran có 30 quyển, trong 30 quyển nó có 114 chương, và trong 114 chương đó họ chia ra làm 6.200 tiết. Nội dung Kinh Koran thì bao gồm những cái lý giải về tín ngưỡng cơ bản, về chế độ tôn giáo của đạo Hồi, giáo lý cơ bản của Hồi giáo ở những điểm sau. Có 4 cái điểm. Thứ nhất, Allah là đấng tối cao sinh ra trời đất con người. Allah là đấng tối cao. Allah là đấng tối cao sinh ra trời đất con người. Hồi nãy mình thấy cái Do Thái giáo không? Thiên Chúa là đấng tối cao. Này là Allah là đấng tối cao, mà Allah là cái thiên sứ của Thiên Chúa. Ông này là ông cuối cùng rồi. Cần suốt. Allah là đấng tối cao sinh ra trời đất con người. Ý thứ hai, con người bình đẳng trước Allah. Con người thì bình đẳng trước Allah. Số phận tài năng tạo ra sự khác nhau của con người. Hay lắm đó, họ nói để mà rào cái này rào cái kia để mà bích lại. Thí dụ đó là con người bình đẳng trước Allah. Như vậy tại sao có người giàu, người nghèo, người sướng, người khổ? Đó là số phận. Nó quy định cái đó. Đây, một cái đặc điểm cơ bản nữa. Thứ ba, số phận con người có tính định mệnh là do Allah sắp đặt. Họ giải thích trở lại nữa, là do Allah sắp đặt. Số phận hay là định mệnh của con người nó tạo cái khác nhau, nhưng mà số phận định mệnh là do Allah sắp đặt. Rồi, một các điểm nữa, tất cả tín đồ Hồi giáo phải kiên nhẫn chịu đựng
sự sắp đặt và phải phục tùng theo sự sắp đặt của Allah. Thì thấy chưa? Tất cả những cái đó nó buộc người ta, anh không có cãi gì đó. Cũng như cái chuyện mà tôi nói quý vị, mà tôi hỏi cái thằng Kabul ở bên Ấn Độ, nó hỏi là nếu vậy là cả đời người ta đã làm cái tầng lớp là thứ dân hả, nghèo khổ vậy, nó không phải cả đời mà kiếp kiếp như vậy đó. Tức là người ta tạo ra một cái trật tự như vậy. Vì vậy, chính vì cái đó mà ông Marx, ông Engels khi nghiên cứu, ông mới nói là tôn giáo là thuốc phiện á của nhân loại. Tôn giáo là công cụ tiếp tay để cho giai cấp thống trị tiếp tục sự thống trị, theo cái quan điểm của ông. Thế nên mình thấy không? Là Allah tạo ra cái trời đất này, tạo ra cái con người bình đẳng trước Allah. Nhưng mà tại sao có nhiều người người này khác người kia, giàu nghèo khác nhau, mạnh bệnh khác nhau đó? Tại vì do số phận. Mà số phận nó là ai? Do Allah sắp đặt. Mà Allah sắp đặt vậy rồi thì phải chịu, phải kiên nhẫn chịu đựng, phải chịu, phải phục tùng, đựng cái gì nữa. Một cái tưởng tượng nữa, cái đặc điểm nữa đối với người ngoại đạo, tức là không phải người Hồi giáo đó, thì phải kiên quyết để bảo vệ lợi ích của đạo Hồi, và phải có tinh thần thánh chiến tử vì đạo. Ghê chưa? Và phải có tinh thần thánh chiến tử vì đạo. Đó là những cái đặc điểm cơ bản trong giáo lý của đạo Hồi. Ngoài những đặc điểm cơ bản đó, còn có 10 cái lời khuyên. 10 cái lời khuyên. Thứ nhất, tôn thờ Allah. Tôn thờ cao nhất là Allah. Thứ hai, sống nhân từ độ lượng. Sống nhân từ độ lượng. Nhưng mà liền theo đó là mình thấy cái mâu thuẫn liền nè. Thưởng phạt công minh và phải trừng phạt kẻ thù. Thêm cái nữa, thánh chiến là thiêng liêng và bắt buộc đối với các tín đồ. Thánh chiến là thiêng liêng, là bắt buộc đối với tín đồ. Cho nên mình thấy hai cái này, thưởng phạt công minh, trừng phạt kẻ thù, thánh chiến là thiêng liêng bắt buộc đối với tín đồ, thì nó lại mâu thuẫn lại sống nhân từ độ lượng. Thứ năm, kiên định nhẫn nại chịu đựng trong mọi thử thách. Thứ sáu, phải tin vào định mệnh và phải tin đó là cái sự sắp đặt công minh của Allah. Thứ bảy là cấm ăn thịt heo, cấm uống những cái chất kích thích như là rượu. Thì tôi tìm hiểu tại sao là có cái này nó lạc vô cái chỗ này kỳ vậy. Thì mới thấy ra là heo là gắn liền với cái khởi nguồn của cái chăn nuôi, của cái chăn nuôi là biểu hiện cho cái sự sống của họ. Và khi mà thức uống rượu bia lúc đó là họ cũng phải lấy từ cái thực phẩm để mà họ tạo ra những cái chất lên men, thành họ sử dụng lãng phí một cái nguồn lương thực, mà khu vực đó là khu vực là sa mạc. Chưa nói tới, cho nên họ mới là thần, họ mới là tôn giáo hóa cái điều cấm đó. Tức là uống rượu thì không có kiềm chế được cái tư tưởng trong cái não này cái đó. Cho nên phải cấm tuyệt đối cái đó. Cái này qua bên Ấn Độ, cái khu vực của người đạo Hindu hoặc khu vực của người đạo Hồi, cái người đạo Hồi nó gần giáp với cái phía Pakistan nè, Ấn Độ đây là cái phía Pakistan ở phía này phía trên này, phía Bắc Ấn đây nè, thì khu vực đó người đạo Hồi chiếm đa số, bởi vì bên kia nó là 80, gần 80% là đạo Ấn Độ giáo và 14-15% là đạo Hồi. Họ không có uống rượu, thậm chí là rất ít người hút thuốc. Uống rượu thì không uống, nhưng mà họ không có làm việc. Thế là đi lang thang hiểu ngến, ngồi ngoài đồng, ngoài ruộng, ngoài gốc cây chơi thôi, chứ còn họ không có làm. Thì bởi vì họ bị nghèo. Tám là không tham lam. Chín là
phải trung thực trước Thánh Allah. Thứ 10, làm lễ và tuân thủ tất cả các nghi lễ của Hồi giáo. Thành thử quý vị thấy không? Vi phạm nghi lễ Hồi giáo thì luật Hồi giáo xử. À, ghê chưa? Chứ không phải ra tòa án, cơ quan tư pháp điều tra xét hỏi rồi đưa ra truy tố rồi khởi tố rồi xét xử ở tòa, không có chuyện đó. Luật Hồi giáo xử luôn. Rồi, những cái điều tín ngưỡng của Hồi giáo thì có 5 cái niềm tin cơ bản. Tín ngưỡng của Hồi giáo 5 niềm tin. Niềm tin thứ nhất, tin vào Allah là duy nhất trong vũ trụ, tự sinh và bất tử. Mấy cái này nên ghi để mình biết. Niềm tin thứ nhất là tin vào Allah, và Allah là duy nhất trong vũ trụ. Allah tự sinh ra và bất tử. Họ quan niệm Allah là tỏa ra khắp mọi nơi trong cái vũ trụ này, không có hình hài cụ thể nào hết. Bởi vì họ nói rằng thể hiện một cái hình hài cụ thể nào đó là tự nó hạn chế lại trong hình hài đó. Mà cái này là lan tỏa khắp nơi, cho nên Thánh Allah không có một cái hình hài cụ thể nào cả. Do vậy trong cái đền thờ, đền cầu kinh của người đạo Hồi không có thờ gì hết, trừ ra có để một cái vật kỷ niệm là cái cây gậy, mà của tục truyền rằng đây là cây gậy của ông Mohammed, mà ông chọi gậy ông đi lên núi rồi chỗ này nọ để ông truyền đạo, thì cái biểu tượng họ là để một cái cây gậy thôi. Và nó có những cái vô trong đó thì thấy họ đọc, họ cầu kinh. Rồi tôi đi, tôi vô cái chỗ cái thánh đường của đạo Ba Hai thì thấy một cái lạ nữa là họ không có đọc cầu kinh. Họ vô trong thánh đường bự lắm, rộng mênh mông, không có bàn ghế hết đó. Vô đó người ta chỉ ngồi im lặng thôi, như là ở mình mà ngồi thiền vậy đó. Vô ngồi im lặng, tất nhiên là họ trong đầu không có thờ cái gì hết, cũng không có đọc cái gì hết. Vô rồi, có nhiều cái tôn giáo như vậy. Mà đâu phải là những cái người ít người đâu, mà đâu phải là những cái người, xin lỗi, đâu phải những người là nông dân lao động ít học đâu, những bậc trí thức rất là lớn nữa. Thành ra mình thấy một cái điều, mình thấy là nhu cầu đó của cái con người là bất tận. Vì lúc nào đó người ta muốn cái tâm người ta nó yên ắng, nó tịnh lặng, thì người ta tìm đến một cái nhu cầu và cái niềm tin nào đó. Niềm tin thứ hai là tin vào sứ giả Mohammed. Trong các lời truyền tụng của họ là sau này họ sách vở quá nó thành những cái sách, thì họ cho rằng Thánh Allah đã từng cử 5 cái sứ giả đến để mà truyền đạt cho nhân loại. Nhưng mà ông Mohammed này là cái người sau cùng và cái người tiếp nhận những cái lời truyền phán của Thánh Allah tốt nhất. Và những cái ngôn luận được truyền qua Thánh Allah này là đầy đủ nhất. Mấy hôm trước cũng đó, cũng tốt đó, nhưng mà không đủ. Mà cũng không giỏi bằng ông này là ông sau cùng, ông giỏi nhất, ông tốt nhất, ông nhận đầy đủ nhất. Không có ông không có ông thứ sáu nữa nha. Và những cái tài liệu, những cái kinh sách thì họ cho rằng những cái thiên kinh trước đó đã trao cho những cái vị, thí dụ như họ nói là Giê-xu rồi đó. Họ không nói nhưng mà giờ là vậy đó. Nhưng mà những cái bộ đó là thiếu, chưa có đủ.
cái bộ thiên kinh của Allah trao cho Muhammad của Hồi giáo này nè là đầy đủ nhất và là bộ cuối cùng được ai cãi nữa. Một cái tín ngưỡng nữa đó là thiên sứ Gabriel á, là những thiên sứ mà để đi truyền đạt trong cái giấc mộng, trong cái được tiếp xúc gì đó là do Allah tạo ra. Cho nên nó là một cái dạng linh hồn vô hình trước con người, mà cao nhất đó là thiên sứ Gabriel. Một cái niềm tin thứ năm nữa, thứ tư rồi, tin Allah nè, tin sứ giả Muhammad nè, tin vào kinh thánh nè, tin vào thiên sứ nè. Một cái điểm nữa đó là tin vào hậu thế. Tin vào hậu thế, đây họ giải thích cái hậu thế đây. Cho nên khi họ giải thích cái hậu thế này thì quý vị khi nghiên cứu thấy đó, nó cũng có một cái phần nào đó hơi hám của cái luân hồi. Đó là họ tin vào hậu thế vì họ cho rằng sẽ có ngày tận thế, ngày đó mọi sinh vật sẽ kết thúc để rồi tất cả đều sống lại. Đó. Và khi kết thúc rồi tất cả sống lại thì sĩ sự đó là chịu cái sự phán xét của Allah dựa vào các cái hành vi trước đó đó mà Allah sẽ quyết định cho cái sự sống lại đó sống lại. Nhưng mà anh lên thiên đường, anh xuống địa ngục, tùy theo cái trước đó anh là người tốt hay người xấu theo những cái Allah đã dạy. Quý vị thấy chưa, một cái điều trước đây mình nói các chế độ phong kiến vua chúa ác, thí dụ như mà vụ án Lễ Chi Viên từ cái đầu thế kỷ thứ 15 mà vua Lê đã chặt đầu Nguyễn Trãi và Tu Di Tam Tộc. Ai đi ra chỗ Yên Tử trên đường đó thì cũng sẽ ghé lại cái chỗ thờ của Nguyễn Trãi. Thì mình thấy cái chỗ Côn Sơn Kiếp Bạc á, mình nói phong kiến ác quá, nghi người ta là ám sát ông vua thôi mà cũng đâu chính xác đâu. Mà Tu Di Tam Tộc, một cái quan đại thần có công trạng quá là lớn đối với triều đình, với triều Lê. Nhưng mà quý vị nghiên cứu cho kỹ này mới thấy, xin lỗi nói cái này thì phải dùng chữ nghĩa sao cho nó khéo để người ta nói mình là ác gấp trăm ngàn lần. Ở cái chỗ anh tới ngày tận thế, tức là tới ngày anh chết, anh chết rồi anh sẽ được sống lại đó, Allah sẽ quyết cái chuyện để anh sống lại. Nhưng mà quyết định sống lại đó là tùy theo cái trước đó anh tốt anh xấu, để rồi anh lên thiên đàng hay anh xuống địa ngục. Mà tốt xấu căn cứ vào đâu? Căn cứ vào cái chuyện anh có tin vào Allah, anh có theo cái kinh Quran, anh có đó. Vậy không? Khác đó là xấu á. Được chưa? Như vậy không phải truy cho cái cuộc sống của anh, mà truy tới cái tâm hồn của anh sau này nữa. Cho nên là buộc anh phải tin, không có cái gì khác hết. Được không? Rồi, đó là năm cái niềm tin cơ bản. Giờ tới năm cái nghĩa vụ chính. Năm cái nghĩa vụ chính, các bạn ghi. Nghĩa vụ: niệm, lễ, trai, khóa, triều. Niệm, lễ, trai, khóa, triều. Niệm, lễ, trai, khóa, triều. Trong cái hệ thống của cái nghĩa vụ của đạo Hồi, đặc biệt là những cái lễ, tức là những cái quy định thì rất là nhiều, nhưng mà hệ thống lại là có năm cái nhóm chính vậy. Niệm là gì?
niệm, nhớ nha, niệm nè, lễ nè, trai nè, khóa nè, triều nè, niệm, tức là tụng niệm, tụng niệm. Mà họ quy định không phải như là đạo Ba Hai mà phải tụng niệm thành tiếng. Cho nên quý vị đi ra các cái nước mà theo đạo Hồi đó, cái nhà thờ Hồi giáo bao giờ nó cũng có hai cái tháp, nhà thờ lớn nhỏ nữa cũng có hai cái tháp nhỏ. Và tới giờ là dứt khoát ở trên đó có cái tiếng đọc kinh. Cho nên họ quy định niệm của họ là phải đọc thành tiếng. Thì cái câu của họ đó nghĩa theo tiếng Việt của mình là vạn vật không phải là Chúa, chỉ có chân Chúa Mohammed là sứ giả của Chúa. Vạn vật không phải là Chúa, chỉ có chân Chúa, tức là duy nhất một Chúa thôi. Mohammed là sứ giả của Chúa. Lễ, lễ đây tức là các hình thức cúng bái tế lễ. Các tín đồ sẽ thực hiện là đọc kinh 5 lần trong ngày, sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Hàng tuần thì phải làm lễ ở thánh đường 1 lần vào buổi trưa. Trước khi làm lễ thì phải rửa mặt, rửa tay, rửa chân, quỳ xuống, hướng về cái hướng của cái nôi của cái đạo Hồi đó. Anh ở góc nào nó biết mình coi hướng rồi đó, để cầu nguyện. Rồi, thứ ba là trai. Thứ ba là trai. Tháng 9 là cái tháng trai. Tháng 9 là cái tháng trai giới của đạo Hồi. Tháng 9 này là tháng 9 của lịch đạo Hồi á. Là nó khoảng là khoảng tháng 10 cái tây lịch gì đó. Trong tháng này thì mọi tín đồ không ăn uống từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, chỉ ăn ban đêm. Mà khoa học bây giờ ăn ban đêm là nguy hiểm cho sức khỏe ha. Người ta nói rồi mà, ví dụ như về y học á, người ta nói hãy ăn sáng như là một cái hoàng đế, hãy ăn trưa như là một sự chia sẻ với bạn bè, và hãy ăn tối như là một kẻ ăn mày á. Tức là ăn sáng thời thì anh được ăn thoải mái, ăn trưa thì ăn vừa đủ thôi, nhưng tối thì nên là hạn chế tối đa việc ăn. Trong cái tháng trai này thì những người vợ chồng không có được gần gũi quan hệ tình dục. Khi kết thúc cái tháng phải làm cái lễ phá bỏ nhịn đói. Các tín đồ sẽ cùng nhau cầu nguyện, tặng quà, bố thí. Tức là hết cái tháng trai thì người ta phải có một cái lễ. Qua cái thứ tư, cái nghĩa vụ thứ tư, triều. Cố gắng ghi nhanh nhanh ra để mình suy nghĩ. Đó, xin lỗi, khóa. Khóa. Nghe chung reng cái là muốn về. Các tín đồ có nghĩa vụ đóng góp cho hoạt động từ thiện dựa vào cái tài sản mà tín đồ đó có. Khóa đó, tức là các tín đồ có nghĩa vụ đóng góp hoạt động từ thiện dựa vào tài sản mà tín đồ đó có. Người ta thành cái quy định luôn, ước khoảng 1/40
trên cái số lượng tổng tài sản của tín đồ có. Đi qua Thổ Nhĩ Kỳ quý vị sẽ thấy, tôi không thể tưởng tượng cách đây như thế là 14 thế kỷ, họ xây những cái thánh đường Hồi giáo bằng cái cột đá. Tôi nói đường kính chắc có lẽ nó là khoảng chừng 1 mét, thậm chí có cái 2 mét, mà nó cao chừng 100 thước, không phải bê tông, bằng đá, mà những cái loại đá như là cẩm thạch ấy. Mà tôi không hiểu làm sao mà họ di chuyển được một cái khối đá như vậy, mà họ dựng lên được như vậy, mà họ làm nó tròn nhẵn. Vì thời đó cách đây là 14 thế kỷ, khoa học kỹ thuật nó đâu có tiến bộ như bây giờ. Những cái máy móc để mà bào hay là độ chính xác nó cao, mà họ dựng lên những cái thánh đường mình không thể tưởng tượng nổi. Vì họ quy định là mỗi một tín đồ phải đóng góp tài sản cho cái niềm tin tôn giáo của mình ít nhất là 1/40. Ở dưới quý vị đừng có ồn ào dưới, sao quý vị dưới là cứ đứng dậy như là đi ra vậy. Ghi hết cái này đi. Thứ năm là triều. Các tín đồ có nghĩa vụ phải hành hương về thánh địa Mecca ít nhất là một lần trong cái đời của mình. Thì cái lễ hành hương hàng năm đến cái thánh địa Mecca ở cái đền Kaaban ấy. Trong thánh địa Mecca nó có một cái đền Kaaban. Như vậy họ quy định tất cả những tín đồ Hồi giáo trong đời mình ít nhất là phải đi đến hành hương đến thánh địa của Hồi giáo một lần trong đời. Tháng hành hương đó là tháng 12 của lịch đạo Hồi, tức là cũng khoảng là tháng 11 gì đó của cái du lịch. Và ngày lễ này kéo dài 10 ngày. Quý vị biết là gần như năm nào, có những năm là khi mà người ta đến hành hương thánh địa Mecca này đó, là đột biến cái khu vực thánh địa này nó tăng lên là hàng chục triệu người. Do vậy là không năm nào mà không có người chết do cái sự giẫm đạp. Thì ngày cuối tín đồ sẽ làm cái lễ và hiến lễ đó, những cái người đến đây, một cái con cừu hoặc một cái con vật có sừng. Cái dịp này gọi là chín triều. Cái dịp mà làm cái lễ đó gọi là chín triều, chín là cái điểm chín đó. Còn phó triều thì làm lễ này lúc nào cũng được. Thì đó là các cái hình thức là nghĩa vụ của những người tín đồ Hồi giáo. Thôi, mời tất cả quý vị nghỉ. Chúc quý vị tuần sau thi cho nó tốt nha.